những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Tỷ phú Elon Musk góp ý cho Ukraine về chiến dịch phản công. EU trên đà thất hứa 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine. Mất quá nhiều hệ thống S-400, tình báo Anh nhận định về thế trận phòng không của Nga. Trận chiến ác liệt ở Avdiivka, thiết giáp Bradley xông lên tấn công một binh Nga ở cự ly gần. Ukraine tập kích đoàn xe thiết giáp và đạn dược Nga ở Kherson. Giới tuyên truyền Nga côn nộ vì thiệt hại quá lớn. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Tỷ phú Elon Musk góp ý cho Ukraine về chiến dịch phản công. Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk góp ý cho Ukraine về chiến dịch phản công chống lại quân đội Nga đã kéo dài hơn 5 tháng qua. Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hôm 10 tháng 11, tỷ phú Musk đã nhận được câu hỏi rằng liệu ông có nghĩ Ukraine nên đàm phán hòa bình với Nga hay không? Ông Musk không đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi này, nhưng nhấn mạnh rằng ông sẽ khuyến nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên đưa những công dân trẻ tuổi ra chiến trường vì họ có nguy cơ cao thiệt mạng. Ông cho rằng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, bất cứ bên nào chủ động tấn công sẽ phải đối mặt với thiệt hại lớn về nhân lực. Theo doanh nhân này, cách tốt nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là Kiev và Moscow phải đàm phán. Đây không phải là lần đầu tiên ông chủ Tesla bình luận về chiến dịch phản công của Ukraine. Hồi tháng 9, ông từng nhận định nỗ lực của Ukraine khiến quá nhiều người thiệt mạng để nhận lại được quá ít. Trước đó, ông Musk cũng đưa ra đề xuất về phương án hòa bình cho Nga và Ukraine, khuyến nghị Kiev nên chấp nhận Crimea thuộc Nga. Ngoài ra, ông cho rằng 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã sáp nhập năm ngoái nên tổ chức lại trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Ý tưởng này đã bị Ukraine chỉ trích mạnh mẽ. Cuối tháng trước, ông Musk cảnh báo rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine có thể leo thang thành thế chiến thứ ba. Tỷ phú Mỹ không hiểu lý do vì sao binh sĩ hai nước Nga và Ukraine thiệt mạng mỗi ngày. Theo ông, Nga sẽ không rút khỏi những lãnh thổ họ đang kiểm soát và Ukraine sẽ khó phản công thành công với quân đội nhỏ hơn. Vì vậy, lệnh ngừng bắn là phương án tốt nhất cho người dân Ukraine. Khi đó, Mikhail Podolyak, cố vấn cho chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho rằng ông Musk đã sai lầm nghiêm trọng khi tin rằng nếu Ukraine nhận bộ Nga, điều đó sẽ chấm dứt được cuộc chiến và Kiev sẽ đạt được hòa bình lâu dài. Ngoài ra, ông kêu gọi Mỹ nên cải thiện quan hệ với Nga và thuyết phục Ukraine tham gia lệnh ngừng bắn với Moscow. Chúng ta cần đạt được hòa bình ở Ukraine và tôi nghĩ chúng ta cần khôi phục quan hệ bình thường với Nga. Ông nói, ông Musk đề xuất chính sách của Mỹ nên là tránh thế chiến thứ ba và ngăn chặn tình trạng xung đột khu vực nhanh chóng trở thành xung đột toàn cầu. Ông Musk cho rằng chính sách của Mỹ đã và đang buộc Nga phải thành đồng minh với Iran và Trung Quốc và quan hệ đó có thể gây bất lợi cho phương Tây trong cuộc xung đột toàn cầu. EU trên đà thất hứa 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine. Liên minh châu Âu đã thông báo cho các nước thành viên rằng khối này rất khó giữ được lời hứa cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin ẩn danh. Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu đã thông báo cho các nhà ngoại giao EU trong tuần này rằng EU có thể sẽ không đạt được mục tiêu vào tháng 3 năm 2024. Bloomberg dẫn lời các nguồn thạo tin. Theo kế hoạch đưa ra hồi đầu năm, EU cam kết cung cấp đạn pháo cho Ukraine trong thời gian 12 tháng, trước tiên bằng kho dự trữ hiện có, sau đó thông qua các hợp đồng mua sắm chung và tăng cường sản lượng. Bloomberg trước đó đã đưa tin rằng EU đang không đạt được mục tiêu. Sau khi hơn nửa thời hạn đã trôi qua, sáng kiến của EU cho đến nay mới đạt khoảng 30% mục tiêu và có nguy cơ lỡ hẹn, căn cứ số lượng hợp đồng đã ký. Người phát ngôn của cơ quan hành động đối ngoại châu Âu từ chối bình luận với Bloomberg về vấn đề này. Một số nước thành viên còn chần chừ tiết lộ chi tiết nguồn cung và EU có thể yêu cầu họ chia sẻ thêm thông tin về các lô hàng đã được lên kế hoạch để có được bức tranh hoàn chỉnh, theo các nguồn thạo tin. Vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng của các nước EU vào tuần tới. Việc cung cấp đạn dược cho Ukraine càng trở nên cấp bách hơn khi mà Nga đã có thể tự tăng cường sản xuất đạn dược. Trong bối cảnh Ukraine lên dây cót cho chiến sự kéo dài, bất kỳ sự thiếu hụt nào từ phía châu Âu đều có thể trở nên trầm trọng,
nếu nguồn cung và hỗ trợ từ Washington cũng suy giảm, có thể nhất là sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Lầu Năm Góc cho biết trong tuần này họ đã bắt đầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine do Quốc hội Mỹ trì hoãn cấp thêm ngân sách. Trong khi đó, các quốc gia thành viên EU vẫn tiếp tục tranh cãi về việc cung cấp thêm viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Quá trình triển khai một số khoản tiền đã bị đình trệ do một số nước do dự và còn tranh cãi. Mất quá nhiều hệ thống S-400, tình báo Anh nhận định về thế trận phòng không của Nga. Việc mất đi một số hệ thống phòng không S-400 có khả năng sẽ buộc Nga sắp xếp lại các hệ thống phòng không quan trọng của mình, tình báo Anh nhận định. Sau những tổn thất được báo cáo vào tuần trước về một số hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga bị thiệt hại bởi các cuộc tấn công của Ukraine, phân tích mới nhất từ tình báo Anh cho biết, để duy trì phạm vi bao phủ khắp Ukraine, Nga có thể sẽ bố trí lại các hệ thống phòng không bảo vệ những khu vực quân sự quan trọng. Tình báo Anh nhận định hệ thống S-400 có khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 400 km, được bố trí ở những vị trí chiến lược quan trọng dọc biên giới Nga. Việc các hệ thống S-400 bị loại bỏ có thể sẽ làm suy yếu thế trận phòng không của Nga. Theo báo cáo từ nguồn mở, trong tháng 10, Ukraine được cho là đã phá hủy 4 hệ thống S-400 của Nga bằng tên lửa tầm xa ISAP do Mỹ cung cấp. 3 hệ thống trong số đó được báo cáo bị phá hủy ở khu vực Luhansk. Ukraine tăng cường tấn công khí tài quân sự Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ngày 23 tháng 8, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine báo cáo hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bị phá hủy ở gần làng Olenivka trên bán đảo Takhanket, Crimea bằng tên lửa Neptune. Việc mất đi S-400 được coi là đòn giáng mạnh vào sức mạnh phòng không của Nga, đồng thời tác động nghiêm trọng đến cán cân chiến lược ở Crimea. Đây được coi là một diễn biến quan trọng, có tác động sâu rộng đối với tình hình an ninh của Nga trong khu vực. Trận chiến ác liệt ở Avdiivka, thiết giáp Bradley xông lên tấn công bộ binh Nga ở cự ly gần. Quân đội Ukraine đã tiêu diệt bộ binh Nga đang cố gắng giành chỗ đứng trong đống đổ nát gần Stepney. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã không cho phép kẻ thù giành được chỗ đứng trong khu vực lân cận làng Stepney theo hướng Avdiivka. Các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới số 47 Makira đã chiếu một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Ukraine trên xe chiến đấu bộ binh Bradley gần như bắn thẳng vào lực lượng bộ binh Nga đang cố gắng trang bị các vị trí trong những ngôi nhà bị phá hủy của các lực lượng nơi trên. Video tương ứng đã được đăng trên kênh Telegram 365 của Ukraine. Hoạt động của các binh sĩ, lực lượng vũ trang Ukraine được thực hiện bằng máy bay không người lái FPV. Đoạn phim cho thấy một loạt cuộc tấn công chính xác, bao gồm cả từ xe chiến đấu bộ binh Bradley. Trong khi đó, quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Volkov đã phủ nhận trên đài Expresso thông tin về việc quân đội Nga tiến vào vùng lân cận Stepney. Theo ông, giao tranh trong khu vực định cư vẫn tiếp tục. Ông này cũng cho biết thêm, hiện số lượng các cuộc tấn công vào khu vực Avdiivka đã giảm, địch đang tập hợp lại quân. Trước đó, các binh sĩ chiến đấu từ trung tâm tác chiến đặc biệt A của cơ quan an ninh Ukraine chuyên tấn công bằng UAV đã trình chiếu đoạn phim ghi lại cảnh phá hủy các thiết bị quân sự của Nga gần Avdiivka. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Solovyny đã báo cáo rằng trong tháng xảy ra các cuộc tấn công ở vùng lân cận Avdiivka, tổn thất về nhân lực của Liên bang Nga lên tới 10.000 người. Ngoài ra, địch còn mất hàng trăm xe bọc thép, trong đó có hàng chục xe tăng. Ukraine tập kích đoàn xe thiết giáp và đạn dược Nga ở Kherson. Giới tuyên truyền Nga côn nộ vì thiệt hại quá lớn. Tại vùng Kherson, một số lượng thiết bị lớn của lực lượng vũ trang Nga đã bị phá hủy. Hậu quả là hàng chục quân chiếm đóng đã thiệt mạng và bị thương. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt một đội quân lớn của quân đội Nga gần làng Kletkovka thuộc vùng Kherson bị chiếm đóng. Người Nga đã mất một lượng lớn thiết bị và nhân lực. Đoạn phim được người đứng đầu hội đồng công tại Odessa, OVA Sergei Brachek, công bố trên Telegram. Đoàn xe Nga bị trúng hệ thống tên lửa HIMARS M270 khi đang di chuyển về phía Malie Kompany. Những người chiếm đóng bị tổn thất nặng nề. Ngoài nhân lực, các phương tiện còn chứa đạn dược và phụ tùng cho các thiết bị quân sự.
Trước đó, 25 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc tấn công và khoảng 20 người khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. 6 đơn vị thiết bị quân sự của Nga cũng bị đốt cháy. Trong các kênh tuyên truyền của Nga có sự cuộn loạn về thất bại của quân Nga ở Kladkovka. Họ phẫn nộ vì sau gần 2 năm chiến tranh toàn diện, lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục di chuyển theo từng đoàn quân mảnh mai, dày đặc, sẵn sàng hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, có thông tin cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bại một đoàn xe của Nga gần Morinka vào ban đêm. Trước đó, pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã sang phẳng trụ sở của lực lượng vũ trang Nga gần Akhleda. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.